Mizu chốt ngày tổ chức lễ cưới, bạn thân hé lộ tính cách thật của chú rể. Cách đây ít ngày, thông tin diễn viên Mizu chụp ảnh cưới chuẩn bị lên xe hoa khiến nhiều khán giả tò mò. Trước khi vướng tin đồn, Mizu hoàn toàn kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là khía cạnh tình cảm. Chiều 21 tháng 4, bạn thân Mizu, giảng viên thanh nhạc Mỹ Ngọc, chia sẻ hình ảnh cưới của cô nàng, hé lộ phần nào danh tính chồng sắp cưới của Mizu. Không còn là tin đồn nha, bạn thân nhất của tôi sắp lên xe bông theo chồng về dinh rồi. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, hai bạn trẻ xứng đôi lắm luôn nha bà con. Bạn xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời và tốt đẹp nhất, vì bạn là cô gái hoàn hảo trong mắt mình và mọi người. Chúc bạn yêu mãi, hạnh phúc. Mình tin chàng trai may mắn đó sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho bạn. Giờ thì mình đau đầu chọn váy đi tiệc quá bạn à. Bên cạnh đó, giảng viên thanh nhạc Mỹ Ngọc cũng chia sẻ ảnh cưới của Mizu và chồng tương lai. Trong ảnh chồng sắp cưới, Mizu diện vest quay lưng về phía sau khiến cư dân mạng càng thêm tò mò về danh tính nửa kia của Mizu. Mặt khác, hình ảnh này cũng tiết lộ ngày Mizu lên xe hoa là 29 tháng 6 năm 2024. Với những thông tin cho đến thời điểm hiện tại, hứa hẹn lễ cưới của Mizu sẽ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội lẫn giới truyền thông vào tháng 6 tới đây. Mizu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất. Gần đây, thông tin Mizu sắp lên xe hoa gây xôn xao mạng xã hội. Cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của Mizu và bạn trai. Mizu cũng có chia sẻ khiến cộng đồng mạng hoang mang. Xin lỗi các anh, bây giờ em phải đi lấy chồng rồi. Giữa lúc thông tin về chuyện tình cảm được chú ý, chia sẻ của Mizu về hình mẫu lý tưởng bất ngờ hot trở lại. Trong một bài phỏng vấn, cô từng tiết lộ 5 tiêu chí về người đàn ông lọt mắt xanh của mình, bao gồm có nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, chân thành, đạo đức, làm cô thấy vui hơn mỗi ngày. Vốn là mỹ nhân giàu có của Vbiz nên có thể nhận thấy Mizu dường như không để tâm đến vấn đề tài chính. Ở mỗi giai đoạn mình sẽ có hình mẫu khác nhau. Hiện tại tôi thích một người năng lượng tích cực, vui vẻ, chân thành, có đạo đức, có thể làm cho cuộc sống tôi vui hơn mỗi ngày. Tôi có thể sống một mình và tận hưởng riêng, nhưng nếu có một người nào đó xuất hiện và giúp mình vui hơn thì quá tốt. Điều đó giúp tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Mizu được biết đến là mỹ nhân đa tài và giàu có trong showbiz Việt. Sau cuộc tình ồn ào với thiếu gia, cô dần trở thành crush quốc dân vì nhan sắc ngọt ngào và giỏi giang. Trước đây Mizu từng nhiều lần thả thính công khai trên mạng xã hội. Dù vậy, cô cho biết chỉ xem đồng nghiệp nam là bạn bè thân thiết. Sau khi mạng xã hội lan truyền những thông tin được cho là Mizu sắp làm đám cưới, phía cô lên tiếng. Những thông tin đang lan truyền không phải từ phía Mizu mà từ nguồn tin nào đó. Khoảng vài ngày nữa Mizu sẽ chính thức công bố chuyện riêng đến khán giả. Tuy nhiên bức ảnh đúng là hậu trường ảnh cưới, không phải ảnh chụp quảng cáo. Theo một số nguồn tin, chồng sắp cưới của Mizu đang làm giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ của một tập đoàn lớn. Được biết anh sở hữu vẻ ngoài điển trai. Tuy nhiên đến nay Mizu vẫn quyết giấu danh tính lẫn diện mạo của nửa kia, khiến khán giả thắc mắc và tò mò. Chồng Mizu là thiếu gia tập đoàn lớn như tổng tài xé chuyện bước ra. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Mizu chụp ảnh cưới và sẽ kết hôn vào mùa hè này. Lập tức thông tin liên quan đến chồng sắp cưới của Mizu khiến cộng đồng mạng tò mò. Một nguồn tin tiết lộ chồng sắp cưới của Mizu hiện đang làm giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ của một tập đoàn lớn. Chồng sắp cưới của Mizu sở hữu vẻ ngoài điển trai không kém tài tử. Hiện công chúng vẫn đang tò mò về danh tính cũng như diện mạo chồng sắp cưới của Mizu. Mizu kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô từng trải qua một chuyện tình công khai trước đó với thiếu gia Phan Thành. Nói về tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai, Mizu từng chia sẻ, cô thích một người chân thành khiến cô tin tưởng. Sau những vấp ngã, mình cần phải tỉnh táo hơn để xác định, tạm cho những điều kiện như đẹp trai hào hoa chỉ là xếp sau. Điều mình cần là một người thật thà, trung thủy, Mizu từng bộc bạch. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Mizu đăng ảnh về căn nhà mới cùng chia sẻ, học thạc sĩ vừa xong, nhà cũng sắp xây xong, ước mơ có căn nhà nhỏ ven sông, chiều chiều ngắm hoàng hôn sắp thành hiện thực, xây nhà xong rồi chắc phải lo lấy chồng là vừa. Cô cũng đăng bộ hình mặc váy cưới vào ngày cá tháng 4. Về thông tin chuẩn bị kết hôn, đại diện truyền thông của Mizu cho hay, những thông tin đang lan truyền không phải từ phía Mizu, mà từ nguồn tin nào đó, khoảng 10 ngày nữa Mizu sẽ chính thức công bố chuyện riêng đến khán giả. Tuy nhiên bức ảnh đúng là hậu trường ảnh cưới, không phải ảnh chụp quảng cáo. Mizu từng nói về bảng tiêu chí dài như sớ, gây choáng. Cô nói, giả vờ tuyển chơi nhưng mà yêu thật. Nữ diễn viên đặt hàng loạt yêu cầu cho ứng viên. Cao 1m7 trở lên, gương mặt nam tính, mũi cao là điểm cộng, trung thủy, luôn có chí cầu tiến. Về khoản tài chính và xế xịn, Mizu chốt hạ luôn 3 chữ ngắn gọn, không quan trọng, nhưng phải còn độc thân. Chắc chắn do ồn ào của quá khứ nên cô muốn có điều kiện quan trọng như vậy. Ngay lập tức hàng loạt sao nam trong hội si mê crush quốc dân Mizu như Quốc Trường, Trần Anh Huy, Chi Dân lần lượt được gọi tên. Cô từng chia sẻ về gu nửa kia. Mọi người hay nghĩ tiêu chí chọn bạn trai của tôi phức tạp, nhưng điều đầu tiên tôi chỉ cần người ấy yêu mình. Thứ hai là tôi phải rung động, phải thực sự yêu người đó. Với tôi tình yêu phải đến từ hai phía. Tôi không chọn người ta vì lý do cụ thể hay mong cầu nào đó trong cuộc sống, mà sẽ vì thực sự yêu thương họ, nên tôi chỉ cần một người yêu mình, và mình cũng yêu người đó.
Còn ngoài ra, nếu xét thêm vài tiêu chuẩn khác thì tôi dễ bị thu hút bởi những chàng trai duyên dáng, hoạt bát, có năng lượng tích cực, vui vẻ. Người ấy có kinh tế tốt, tất nhiên là quá tốt. Nhưng nếu không giàu thì cũng không phải vấn đề với tôi. Ngoài ra, cô thích mẫu người đàn ông hơi xuề xòa và sống đơn giản, ngại gặp người đàn ông quá mức sạch sẽ, chỉn chu. Với những tiêu chuẩn này, khán giả vô cùng tò mò, muốn biết diện mạo của chồng sắp cưới Mizu ra sao, có như những lời đồn thời gian qua không? Mizu là một nữ diễn viên đa tài được nhiều bạn trẻ yêu mến. Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, cô còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, giảng viên. Thậm chí cô còn đóng vai trò khá quan trọng tại một trường đại học lớn của thành phố Hồ Chí Minh là một giảng viên. Mizu sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người hâm mộ kinh ngạc. Mizu sắp cưới tổng tài. Nguồn tin thân cận diễn viên Mizu cho biết cô đã chụp ảnh cưới. Đời người có mấy chuyện lớn cần làm, Mizu vừa học xong xây nhà và giờ chuẩn bị bước sang cột mốc mới. Bộ ảnh cưới cô ấy chụp mới đây không phải cho nhãn hàng, các sự kiện giải trí hay phục vụ công việc. Đó là bộ ảnh cho cuộc sống cá nhân. Tuần sau, Mizu sẽ công bố kế hoạch tổ chức sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Nguồn tin cho biết chiều 15 tháng 4, phía Mizu chưa công bố danh tính hôn phu của diễn viên. Nguồn tin tiết lộ Mizu là phú bà gặp tổng tài. Hôm 7 tháng 4, khi khoe ảnh nhà mới trên trang cá nhân, Mizu viết: 2 năm học thạc sĩ, 1 năm âm thầm xây nhà, học thạc sĩ vừa xong, nhà cũng sắp xây nhà xong rồi chắc phải lo lấy chồng là vừa nhỉ. Trước đó Mizu nói cô luôn tin vào nhân duyên, cô thích một chàng trai giàu năng lượng, hoạt bát, khiến mỗi ngày của cô đều ngập tràn màu hồng. Mizu nói luôn tìm cách tạo niềm vui cho bản thân, nên nếu có bạn trai hài hước, chắc hẳn cuộc sống của cả hai sẽ đầy ắp tiếng cười. Cô cũng khẳng định chưa bao giờ nghĩ cần một bạn trai thành đạt khá giả, vì bản thân luôn nỗ lực độc lập về tài chính. Ở tuổi 35, cô vẫn luôn nhìn tình yêu với gam màu hồng, như thuở đôi mươi. Cô luôn quan niệm tình yêu phải xuất phát từ chân thành. Dù đã vào tuổi trung niên, tôi vẫn luôn yêu như một cô gái mới lớn, vẫn muốn tìm kiếm Mr. Right, để cả hai dành cho nhau những gì đơn giản nhưng ngọt ngào nhất, cô từng nói. Mizu nói cô không ngại cưới, ba mẹ cũng không thúc giục cô lấy chồng, họ ủng hộ, tự hào và tin tưởng lựa chọn của cô. Mizu sinh năm 89. Năm 2007, cô giành quán quân cuộc thi tuổi teen, rồi trở thành mẫu ảnh đình đám. Sau 2 năm, Mizu bén duyên với điện ảnh qua phim Thiên thần áo trắng. Năm 2012, cô gây chú ý với vai nữ hiệp trong phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ. Năm 2016, Mizu chọn vai phù hợp. Từ năm 2016, Mizu chọn vai phù hợp phong cách trưởng thành ở các phim 4 năm, 2 chàng một tình yêu, nhân duyên, người yêu tiền kiếp, khi ta 25. Cô từng được vinh danh ở cánh diều vàng 2018, hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai trong phim Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên, doanh nhân. Hồi tháng 3, cô tốt nghiệp á khoa thạc sĩ chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Chồng sắp cưới của Mizu là doanh nhân, lộ ảnh cưới vẫn không công khai. Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là hậu trường chụp ảnh cưới của Mizu và vị hôn phu doanh nhân. Giữa lúc chính chủ chưa đưa ra phản hồi chính thức thì các thánh soi phát hiện ra hiên xịn từ phía đàn gái. Dạo gần đây không chỉ thường xuyên nhắc về chuyện lấy chồng mà Mizu còn tiết lộ giống nhiều mỹ nhân đã được chốt đơn. Những người theo dõi phú bà Vbiz dễ dàng nhận ra Mizu có sở thích flex túi hiệu, sổ đỏ, nhà cửa, tuy vậy lại khá hiếm hoi khoe trang sức. Trong loạt khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên cũng rất ít đeo phụ kiện, cụ thể là nhẫn. Thế nhưng trong bức ảnh gần nhất được đăng tải trên trang cá nhân, Mizu để lộ chiếc nhẫn kim cương to như nhẫn cầu hôn ở giữa ngón cái. Thông thường, phụ nữ đeo nhẫn ở ngón giữa có ý nghĩa sẵn sàng cho mối quan hệ mới, không còn vương vấn điều cũ. Ngoài ra tại Việt Nam, đa phần các cô gái sẽ đeo nhẫn cầu hôn ở ngón giữa bàn tay vì vừa thẩm mỹ vừa có thông điệp riêng. Về mặt ý nghĩa, người ta coi ngón giữa tay trái có mối liên hệ mật thiết với trái tim. Ngoài ra nếu xét ý nghĩa các ngón tay thì ngón cái mang ý nghĩa cha mẹ, ngón trỏ dành cho anh em, ngón giữa là bản thân, ngón áp út dành cho vợ chồng và ngón út là con cái. Vì vậy những người phụ nữ được cầu hôn chuẩn bị đến hôn sự đeo nhẫn ở ngón giữa, khi đã kết hôn thì đeo ở ngón áp út. Sau mối tình ồn ào với thiếu gia Phan Thành, Mizu cảm thấy không muốn bị kéo vào những drama tình ái nếu có hẹn hò với ai đó. Cô cũng từng chia sẻ quan điểm về việc người nổi tiếng nên hay không nên công khai tình yêu trên mạng xã hội vào năm 2020. Mizu bày tỏ cái khó của việc yêu ai đó khi bản thân là người nổi tiếng. Khi chưa ai biết anh ấy là ai, chẳng ai quan tâm việc anh ấy làm quen hay tán tỉnh cô nào. Nhưng khi anh ấy được công khai thuộc về bạn, bỗng nhiên bạn trở thành cô gái đáng thương trên chiến tích của một cô gái nào đó. Cô sợ rằng việc công khai người yêu sẽ khiến mình có thêm cả ngàn phụ huynh ngoài xã hội. Những chia sẻ của Mizu ở thời điểm 4 năm trước phần nào thể hiện rõ quan điểm của Mizu trong việc giữ kín danh tính người yêu trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, khi rộ tin Mizu lên xe hoa, thì thông tin duy nhất được dân tình biết vỏn vẹn là đàn trai là một doanh nhân thành đạt, song vẫn chưa rõ danh tính cụ thể.